Ta làm một câu thuộc vấn đề là phát biểu đúng sai trong hóa vô cơ. Đề như sau. Cho các phát biểu, yêu cầu chúng ta là số phát biểu đúng. 1. Điều chế nhôm bằng cách điện phân nóng chảy Al2O3. Cái này đúng em nha. Đây là phương pháp duy nhất để điều chế nhôm. 2. Tất cả kim loại kiềm thổ đều tan trong nước ở nhiệt độ thường. Cái này là sai, chỉ có 3 kim loại kiềm thổ là cá, ba sa thì tan trong nước, còn bari, magie, được chưa, là không tan. Nếu câu này nó kêu là tất cả kim loại kiềm thì đúng nha, bởi tất cả kim loại kiềm ta đều tác dụng được với nước. 3. Quặng dolomit có thành phần chính là sai nha. Cái vị trí này chúng ta phải biến thành Ca thì nó mới đúng. 4. Canxi có thể tác dụng với clo tạo thành muối clorua, chính xác. 5. Thạch cầu sống có công thức là, chúng ta có quy tắc đó là cas4 ngậm n nước. Thạch cầu chúng ta có 3 loại: thạch cầu sống, thạch cầu nung và thạch cầu khang. Sống thì n chúng ta là bằng 2, nung á là bằng 1 hoặc là bằng 0,5, còn khang á là bằng 0. Như vậy thạch cao sống phải là có 2 nước thì mới đúng. Như vậy thằng này sai. 6. Đun nóng có thể làm mềm nước cứng vĩnh cửu. Xem nha, đun nóng chúng ta thì làm mềm nước cứng tạm thời thôi, bởi vì nó sẽ biến nó, cái đó nó sẽ có như sau: ion H3 trừ, chúng ta biến đổi về CO32 trừ CO2 cộng cho H2O. Chính cái CO32 trừ này sẽ kết hợp với canxi và magie để tạo ra tủa và làm mềm được. Thì sai. Như vậy trong trường hợp này chúng ta chỉ có 2 phát biểu đúng mà thôi. Câu đúng ở đây mình chọn là câu C.